Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 888, Tế phẩm nhân loại. Loại tăng lên này có hiệu quả kinh người, hơn nữa đây là ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày hôm sau lại có 5 năng lực giả cấp B đến đây. Ngày thứ 3 có 9 người. Ngày thứ 4 có 13 người. Trong vòng 4 ngày ngắn ngủi trong lãnh địa của hỏa nham cự ma đã có khoảng 30 cấp B, điều này thật sự đáng sợ dù là ở một nơi như độ tan bồn địa, đến mùa xuân là mùa vụ dễ bộc phát trùng triều e rằng cũng chỉ có 10 người cấp B đồng thời có mặt, hỏa nham cự ma thật sự là thứ đáng giá, nhưng số lượng tổng thể cũng chỉ có khoảng 10.000. Vậy phải xử lý thế nào, những cấp B này nhanh chóng đưa ra quyết định, chia ba cây số thành một khối, mọi người chia ra săn giết. Cấp B gia nhập sau đó cũng chỉ có thể đi theo tranh đoạt. Bởi vì việc chiếm lĩnh địa bàn này cũng không phải tất cả cấp B cùng tham gia. Liên minh Hắc Ám có 16 người cấp B, Liên minh Hắc Ám có 14 người cấp B, người mới gia nhập cứng rắn đi vào địa bàn của đối phương, gặp được cũng là một trận chiến đấu. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, rất nhiều người ra tay đánh nhau nhưng đều khá kiềm chế, mặc dù thế cũng đã chết hai người. Trong thời gian 4 ngày, trước đó lãnh địa cự ma mở rộng hơn 3 cây số lại càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ còn lại phạm vi xung quanh hỏa thụ, hỏa nham cự ma đã bị đồ sát gần hết. Trên mặt đất nhấp nhô toàn là cái hố do ao dung nham để lại, cảnh hoang tàn khắp nơi khiến người ta cảm thấy vừa nhìn đã chán. Cấp B đến sớm đạt được chỗ tốt, người đến sau lại chỉ có thể ăn đất tất nhiên sẽ không cam lòng. Lúc này, ở trong hỏa nham thành, phòng ở tầng cao nhất khách sạn sang trọng nhất, có tất cả 16 người tụ tập một chỗ, trong đó có 14 người là cấp B, hai người còn lại là cấp C nhưng ngồi trên chủ vị, chính là Tần Phong và Bạch Ly. Các vị, hiện tại hỏa nham cự ma biến mất chỉ còn lại gốc hỏa thụ này, hơn nữa hiện tại hỏa thụ đã rất lớn, cao khoảng 300 mét, ta luôn cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ không chịu khống chế, không bằng các vị cùng liên thủ lại, diệt trừ hỏa thụ ở nơi này đi, Tần Phong nói. Một số người đồng ý nhưng một số người khác hiển nhiên không hề vui vẻ. Bọn họ không biết sau khi diệt trừ hỏa thụ này sẽ xuất hiện lợi ích gì, nhưng hiển nhiên chuyện trước mắt khiến bọn họ không hài lòng lắm tần châu trưởng nói cũng có lý lần này chúng ta có thể có địa vị ngang nhau với liên minh hắc ám hoàn toàn là nhờ tần châu trưởng và bạch tiểu thư nhưng hỏa thụ quỷ dị này cũng là một phần cơ duyên đi đúng vậy hỏa thụ này thông qua hiến tế có thể thúc đẩy sinh trưởng hơn nữa lại không phân biệt thứ gì có lẽ chúng ta vận chuyển một số tảng đá cây cối đến là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn đồ vật nói xong câu nói này trong mắt mấy người ở đây đều tỏa sáng còn có một số người cũng dao động. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sao? Nhưng có lẽ các vị không phát hiện đi, hình như gần đây nhiệt độ nơi này trở nên rất cao." "Ồ. Có sao?" "Không phải chứ, có lẽ đã sắp đến đầu xuân rồi. Mới tháng 2 mà thôi, bình thường Bắc Hải Châu ít nhất cũng khoảng âm 10 độ đến âm 20 độ, đang là lúc rét lạnh, thậm chí còn có thể đổ tuyết, nhưng hiện tại nhiệt độ lại đã lên đến 10 độ." năng lực giả không quan tâm nóng lạnh tất nhiên không cảm giác ra được cách ăn mặc của người bình thường cũng đã thay đổi bạch ly cũng nhân cơ hội đổi sang váy điệp hoàng thoạt nhìn càng điên đảo chúng sinh nhưng người có mặt đều là cấp b không có ai không biết hai cấp b đã chết đều chết trên tay bạch ly tần phong nói thật ra chém giết hỏa thụ của là chuyện tốt các vị cũng thấy rõ thực lực của bạn gái ta nàng còn am hiểu dị năng không gian dù không còn hỏa thụ thì mọi người cũng có thể theo tin tức vết nứt trước đó để mở ra thông đạo không gian, đây cũng là thăm dò một dị vị diện, nếu dị vị diện kia toàn là loại sinh vật này. Đến lúc đó có bao nhiêu cũng giết hết. Thế là, những năng lực giả cấp B này lại hơi dao động. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong đột nhiên vang lên tích tích. Tần Phong, không xong, xảy ra chuyện rồi, Chu Hạo đột nhiên rống to. Tần Phong ngạc nhiên, không kịp ra hỏi tình tình huống chu hạo đã nói ra một tràng người bên liên minh hắc ám mang theo ít nhất 5 chiếc máy bay chở người huyền phù cỡ lớn bên trong toàn là người hiện tại đang ném về phía hỏa thụ sắc mặt tần phong phạt một cái thay đổi ta đã biết sẽ đi ngay lập tức tần phong không giấu những người khác nên bọn họ đều nghe được tin tức như vậy trong chốc lát cũng hơi ngạc nhiên những người này chỉ muốn ném tảng đá cây cối nhưng không nghĩ đến ném người nhưng không hề nghi ngờ, bộ tộc có trí tuệ đã tăng cường hỏa thụ thật sự to lớn. Bạch Ly, đi. Tần Phong cũng không thèm để ý đám người sắc mặt khác nhau ở xung quanh, cũng không dự định bàn bạc với bọn họ, gọi Bạch Ly thuấn gian di chuyển. Vèo. Tần Phong và Bạch Ly đã rời khỏi khách sạn, xung quanh đã có một mảnh đen kịch xuất hiện ở giả ngoại. Trong đêm tối, chỉ có một nơi ở xa xa có ánh lửa sáng ngời, cách xa như vậy cũng có thể thấy một tán cây hình cây dù. Vèo 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 vèo. Trong chớp mắt, Tần Phong đã tiếp cận nơi này. Trên bầu trời, quả nhiên có năm chiếc máy bay hành khách cỡ lớn, thật ra những máy bay hành khách huyền phù này không khác gì đoàn tàu huyền phù, một chiếc máy bay hành khách chở ít nhất 100 người. Bây giờ, những máy bay hành khách đó mở ra cửa khoang, từng bóng người bị thả vào hỏa thụ, a à, Tiếng thét hoảng sợ truyền khắp bầu trời đêm sắc mặt tần phong tái xanh, ai biết người trong liên minh hắc ám kiếm đâu ra những người này, có lẽ trên địa bàn của bọn họ, cũng có thể những người này bị cướp về từ thôn xóm xung quanh. Trên thực tế, trước khi sống lại, sau khi hỏa nham cự ma xuất hiện từng xảy ra tình cảnh này. Liên minh nhân loại lên án mạnh mẽ hành động của liên minh hắc ám, hơn 10 cấp B trực tiếp lên bảng truy nã bị đuổi giết đến chân trời góc biển, thậm chí bị đuổi ra ngoài liên minh hoa hạ lúc đó cấp b của liên minh nhân loại có mặt ở đây cũng bị hỏi tội về phần tại sao tất nhiên là bọn họ không ngăn cản ngược lại sau khi liên minh hắc ám hiến tế đủ loại mới giết tới về phần mục đích đơn giản là muốn săn giết hỏa nham cự ma tăng nhiều thịt ít hơn nửa thịt còn thơm như thế dù là người của liên minh nhân loại cũng mất đi phòng tuyến cuối cùng lần này tần phong đã sớm biết địa điểm săn giết hỏa nham cự ma rất nhiều chuyện cũng thay đổi kết quả người trong liên minh hắc ám lại còn làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, lần này đưa lên khá ít nhân loại, trong trí nhớ của Tần Phong thì liên minh hắc ám chỉ có thể chuẩn bị 5.000 người. Bây giờ, Tần Phong nghĩ rằng thời gian của bọn họ quá ngắn, cho nên chỉ vội vàng chuẩn bị. Tần Phong nhất định phải giải quyết, e rằng những người này không biết bọn họ cho ăn nhiều người như vậy sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Người trong liên minh hắc ám vừa ra tay, Tần Phong đã đến, lúc này cho vừa chưa đủ một phần mười nhưng cũng ném xuống năm mươi người, nhưng người rơi vào bên trên hỏa thụ lập tức bị đâm xuyên, nướng chín, hấp thu, tiếng ngọn lửa lốc bốc vang lên, chỉ chốc lát đã có tia lửa rơi xuống, xuất hiện một hỏa nham cự ma mới. Trong chớp mắt lại thúc đẩy sinh ra hơn 60 hỏa nham cự ma, những cấp B kia rất vui vẻ, tính mạng một người có tính là gì? Trong tận thế, mạng người không đáng tiền nhất, một người như vậy lại có thể đổi 50 ức vụ mua bán này thật sự kiếm lợi lớn đều cút cho ta tần phong trống giận làm diễm dực mở ra bay lên không trung tất nhiên những cấp bê kia cũng nhận ra tần phong vội vàng thay đổi sắc mặt nhanh ngăn hắn lại không thể để hắn phá hỏng kế hoạch của chúng ta dứt khoát giết hắn là được vừa hay hắn là châu trưởng bắc hải châu thành thị bên cạnh cũng do hắn thành lập giết hắn vừa hay dùng người trong thành thị để hiến tế nơi này bị chúng ta chiếm cứ chẳng phải tài nguyên cuồn cuộn sao đám người biết sắp đến mùa xuân liên minh nhân loại sẽ không có nhiều nhân lực như vậy để đến giữ gìn trị an một phương những năng lực giả kia cũng sẽ rút đi nếu không được thì những người trong liên minh hắc ám này còn có thể gọi đồng bọn gọi càng nhiều người đến bọn họ có thể rảnh rỗi hơn không sai giết hắn lần này lại chỉ có một mình hắn đến cơ hội hiếm có xen vào việc của người khác phải trả giá thật lớn. Ha ha, người ta cũng không phải xen vào việc của người khác, đây là chức trách của hắn. Chức trách? Đừng đùa, thứ này cũng chỉ có tên ngốc mới có. Lúc này 16 người đều cùng nhau tiến lên. Chết cho ta. Mấy cổ võ giả đạp không mà đi, bay lên không trung đuổi theo Tần Phong. Ngăn cản bọn họ, Tần Phong hô lên. Bạch Ly lập tức lấp lóe đến giữa không trung, sau đó một mảnh ánh sáng bạc xuất hiện. Không gian chuyển di. Vèo 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 vèo. Bốn cấp B bị Bạch Ly bao phủ lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã cách ngàn mét, muốn chạy đến nữa cũng cần thời gian nhất định. Lần này Bạch Ly đứng đằng xa chỉ một cái, một cái trương màu bạc to lớn xuất hiện, lập tức bao vây ba năng lực giả. Sau đó, nàng trái lùi phải tiến, một người lại cuốn lấy hơn 10 người tuy chưa chắc có thể giải quyết được nhưng đã tranh thủ thời gian cho Tần Phong. Cánh hỏa diễm vỗ đập, sau đó Tần Phong nhảy lên đã đến bên cạnh máy bay hành khách cỡ lớn này. Đạn pháo lập tức quanh tạc đến, bóng dáng Tần Phong đã biến mất. Đi đâu rồi, ở đâu? Năng lực giả cấp C khống chế máy bay hành khách cỡ lớn lực chú ý tập trung cao độ, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Người này đã ở đây mấy ngày, tất nhiên biến hung danh của Tần Phong lúc đầu còn không ai để ý châu trưởng một châu lạc hậu này nhưng sau nhiều lần khiêu khích những người kia cũng không xuất hiện nữa nghĩ cũng biết là thế nào thậm chí theo thời gian kéo dài tần phong cũng có thể chống lại cấp b trong tay bạch ly còn có hai mạng người cấp b hắn ta căn bản không dám chống lại kẻ địch như vậy bây giờ tần phong nguy hiểm như vậy lại biến mất không thấy sao thương giới giả cấp c này có thể không hoảng loạn nhưng ngay lúc này một tiếng động to lớn truyền đến từ phía trước hắn ta thậm chí không cao hơn 3 mét. Oanh! Phía trước, mặt kính vô cùng cứng rắn của máy bay hành khách cỡ lớn hoàn toàn vỡ vụn. Một bóng người bay vào lại là Tần Phong. A! À. Cấp C này hoảng sợ hét lên, nhưng còn chưa kịp móc ra vũ khí đã thấy một mảnh ánh sáng vàng xuất hiện, đó là ánh sáng của trang bị phù văn. Ánh vàng đảo qua, đầu của năng lực giả này đã lăn xuống đất. Tần Phong thao tác đống bàn phím hỗn loạn, Nhanh chóng khởi động hai nút, chiếc máy bay hành khách lơ lửng ở giữa không trung này đã hạ xuống. Tần Phong kéo ra cửa phòng cơ trưởng, ý thức lực quét ngang cả khoang. Tất cả chỉ có 5 cấp C tồn tại, diệt trừ cơ trưởng chỉ còn lại 4 người, phốc. Bóng dáng Tần Phong như quỷ mị lập tức xuất hiện sau lưng một tên cấp C, trang bị phù văn trong tay chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua trái tim đối phương. Thanh trường đao kia kéo xuống, lại đánh trúng một cổ võ giả cấp C3. Nội lực cương khí của đối phương không chịu nổi một kích lập tức vỡ vụn, sau đó lại bị Tần Phong xuyên vào trên trường đao. A. À. Tần Phong, một người trống to, dị năng bộc phát, dây leo xuất hiện trên người hắn ta muốn cuốn lấy Tần Phong. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, ngọn lửa lan tràn lập tức thiêu đốt sợi dây leo này. Lúc ngọn lửa của Tần Phong tràn ngập ra cũng đang bay nhanh tiến lên, chỉ là ánh lửa làm tầm mắt của đối phương mất phương hướng, hoặc phải nói tốc độ của tần phong quá nhanh, hắn ta căn bản không kịp phản ứng. Phốt! Ánh đao lấp lóe, cuối cùng đâm trúng cổ họng của dị năng giả này. Ba người lại bị tần phong xuyên thành mức quả. Cấp C cuối cùng thấy tình thế không ổn, đúng lúc hắn ta đứng gần cửa thể là dứt khoát nhảy xuống, không tiếp tục chiến đấu với tần phong nữa, tần phong cũng không để ý đến hắn ta, trên người lóe lên ánh sáng đen, đã chạy ra khỏi máy bay hành khách này. Từ phá vỡ mặt kính đến giết chết cơ trưởng, đến xuyên ba năng lực giả thành mức quả, trên thực tế Tần Phong tốn thời gian không quá 10 giây. Chiếc máy bay hành khách này phản ứng chậm chạp, lúc này mới bay ra ngoài hơn 10 mét. Tần Phong đi ra từ trong cửa khoang, hai chân dậm xuống một cái đã chạy đến phía trên máy bay hành khách này, nội lực tràn ngập cả người đột nhiên nhảy lên. Khoảng cách mấy chục mét chớp mắt đã qua, Tần Phong đã rơi vào một cái máy bay hành khách khác, tốc độ của hắn cực nhanh. Cái máy bay hành khách thứ hai, thứ ba, thứ tư, toàn bộ đều bị Tần Phong giết người đổi đường. Tần Phong, không phải ngươi muốn cứu người sao? Ta xem lần này ngươi cứu thế nào? Một cổ võ giả chạy từ đằng xa trở về dứt khoát một đao chém mở một chiếc máy bay hành khách hạ xuống. Trăng rắc. Máy bay hành khách lập tức chia làm hai nửa, xì. Xì xì hỏa thụ bị nhen lửa dư uy nổ tung cũng không uy hiếp được nó nhưng chút xác nhân loại này lại bị nó cắn nuốt toàn bộ lại là bảy tám chục hỏa nham cự ma còn nhỏ sinh ra tần phong giận không kìm được năng lực giả cấp b này còn la ầm lên ngươi cản đi ta xem ngươi dùng gì để cản tần phong ngươi tưởng chức quan nhỏ như hạt vừng của ngươi còn phách lối được sao lần sau ta đến sẽ trực tiếp mang theo một đống xác câu nói này hoàn toàn chọc giận tần phong ngươi không làm được nữa ta sẽ không cho ngươi cơ hội này tần phong lạnh giọng nói không làm được nữa là ngươi đi tần phong dù ngươi lợi hại hơn nữa có thể ngăn cản được nhiều cấp b như vậy công kích sao hôm nay là ngày chết của ngươi lúc này mấy cấp b khác đều lơ lửng đằng đằng sát khí vây quanh tần phong và bạch ly bạch ly không dùng thủ đoạn khác khống chế bọn họ cho nên đám người này trong tình huống người đông thế mạnh lòng tự tin của bọn họ đã tăng mạnh tần phong lại nói không phải các ngươi thích hiến tế hỏa thụ sao vậy để các ngươi cống hiến là được nói vậy thanh đao phù văn vàng trong tay tần phong đã biến mất rơi vào trong trang bị phù văn không gian sau đó một cái đầu khôi xuất hiện tần phong đội lên đỉnh đầu ông dường như có khí tức gì đó lan truyền ra từ trên người tần phong áo quần giày bao tay cộng thêm đầu khôi trên người rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một bộ quần áo tác chiến bình thường, lại có một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Ngay sau đó, trong tay Tần Phong lại xuất hiện một thanh vũ khí toàn thân đen kịt mang theo ánh sáng màu tím, dùng mắt thường và tinh thần lực lại không cách nào khóa chặt, dường như cây đao này vẫn đang chấn động. Quanh Khí tức khuếch tán ra quanh người Tần Phong, thánh giáp dẫn theo Tần Phong khiến tốc độ tăng mạnh. Dù những cấp B này khóa chặt Tần Phong, lại không thể thấy rõ hành động của tần phong dưới một mảnh tàn ảnh căn bản khiến người ta không kịp phản ứng trước đó cấp b này còn đang phách lối trong lòng hơi căng thẳng nội lực tràn ngập cả người hình thành nội lực cương khí trong tay còn lấy ra một cái thuẫn bài cực lớn cấp b này cũng khá nổi danh trong thế lực hắc ám khổ luyện công pháp lực lượng thân thể cực mạnh lực lượng lớn kèm theo vũ khí thường dùng chính là thanh thuẫn bài này đây không phải dùng để phòng ngự mà là cùng lúc phòng ngự còn dùng cự thuẫn này đập người ngay lúc này cấp b này mơ hồ cảm giác trước người mình xuất hiện một bóng dáng hiện tại chỉ có tầng phong công kích hắn ta gần như không chút nghĩ ngợi động tác trong tay nhanh như thiểm điện mang theo tiếng gió gào thét khí thế thái sơn áp đỉnh đập xuống oanh một tiếng năng lượng nổ tung bóng dáng đối diện đã dừng sự di chuyển nhanh chóng để lộ ra bóng dáng nhưng không phải là tầng phong sao Lúc này, trong tay Tần Phong cầm thanh đao màu tím đen đánh vào trên chiếc hộ thuẫn này, năng lượng nóng nảy phía trên bị Tần Phong bẻ gãy nghiền nát phá hỏng. Sau đó, cái thuẫn bài to lớn này xuất hiện một vết nứt, vết nứt mở rộng như là mạng nhện. Trong ánh mắt không dám tin của cấp B này lại ầm vang vỡ vụn. Chết. Tần Phong vung tay lên, thanh vương đao trải qua cải tạo mang theo tiếng ông ông chém về phía cổ võ giả cấp B này. Ba nội lực cương khí vỡ nát. Đối diện Tần Phong, tay người kia múa may cùng loạn, nội lực nổ tung muốn ngăn cản Tần Phong tiến công, đáng tiếc hoàn toàn không phải đối thủ của cây đao này. Phốt! Máu tươi vẩy ra, một cánh tay bị trảm xuống. Cánh tay này rơi xuống từ trên không trung, rơi thẳng vào hỏa thụ này phát ra một tiếng soạt đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hỏa thụ lại múa may cùng loạn, hiển nhiên nó rất thích cánh tay này. Lạch cạch lạch cạch. Mấy viên lửa kết quả rơi xuống mặt đất biến thành hỏa nham cự ma mới sinh. Trên bầu trời, trận chiến vẫn còn tiếp tục, Tần Phong đuổi giết không tốn sức chút nào. Không có hai chân, đối phương lại không chạy nổi Tần Phong, Tần Phong đuổi theo dùng Thanh Vương đao đâm xuyên qua bụng đối phương. Ông ông. Thanh Vương đao chấn động, miệng vết thương này mở rộng ở bụng, máu tươi không ngừng chảy xuống, thậm chí xoắn nát ruột trong bụng của hắn ta. A. Ngươi người kia còn muốn nói điều gì đó, Tần Phong lại không nghe mà rút thanh vương đao ra, thân thể lóe lên một cái, sau đó từ trên xuống dưới lại đá vào trên người năng lực giả này. ầm, uhm. Cứ như đá một đống cái, năng lực giả này trực tiếp bị đạp xuống từ trên không trung, rơi vào trên hỏa thụ. Hỏa thụ lại lốc bốt kết quả, càng tăng mạnh 10 mét có thể thấy sự tẩm bổ của một năng lực giả cấp B với hỏa thụ, e rằng vượt xa hơn trăm người. Chỉ chưa đến 3 phút, Tần Phong đã giết chết một người, sau đó hắn cũng không dừng tay nói được thì làm được, những người này phải chết hết, tốc độ của Tần Phong lại tăng mạnh, giết vào trong hơn 10 người này. Trong đó có ba thương giới giả, đến lúc này ý thức lực của bọn họ đã vượt xa người thường, toàn bộ vũ khí sở hữu là bản đặc thù chế tác cho bản thân, nhắm thẳng vào Tần Phong đánh giết. Ý thức lực bắn ngược Ý thức lực của Tần Phong cũng không kém, gạt bỏ ý thức lực của đối phương trên đạn pháo, sau đó dùng hỏa lực bắn ngược. Cùng tiến lên, giết hắn. Một cơn gió mạnh kinh khủng thổi qua hình thành một cái vòi rồng cỡ nhỏ đường kính 3 mét, bên trong có phong nhận màu trắng bị bao phủ, chỉ cần tầng phong bị cuốn lấy thì thứ chờ đợi hắn là ngàn vạn phong nhận cùng xoắn cắt. Nát cho ta. Thanh vương đao trong tay tầng phong hung hăng lóe lên, nội lực dung hợp vào trong đao hình thành hư ảnh to lớn chém về phía vòi rồng này, lại chém vòi rồng này thành hai nửa chỉ chậm trễ một chút, xung quanh có ít nhất 4 cấp bê tiến đến vây công Tần Phong. Chết đi! Tam Tiếu Điên Phong Trảm Tinh Kiếm Vạn Thứ Mấy công kích rơi vào nội lực cương khí của Tần Phong. Quanh, nội lực cương khí của Tần Phong nhanh chóng suy yếu, nội lực trong cơ thể cũng nhanh chóng chảy xuôi, nhưng so sánh với tổng nội lực của hắn lại không đáng nhắc đến. Cút. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh vương đao quét ngang phốc 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 phốc. Nội lực cương khí của đối phương lập tức sụp đổ, không chỉ như thế công kích trước đó đều bị đánh nát hết. Xoẹt xẹt. Nội giáp, trang bị phù văn trên người những người này lập tức bị thanh vương đao cắt hỏng. Thánh giáp của Tần Phong lại lóe lên, xuất hiện sau lưng một người. Chết. Ánh đao lóe lên, thân thể đối phương lại bị xoắn nát hơn phân nửa, xác chết rơi xuống từ trên không trung. Không ai có thể ngăn cản Tần Phong, giết giết trên bầu trời mấy cổ võ giả đều bị chém giết chỉ hơn 10 phút lại đã chết 6 người hỏa thụ không ngừng lớn lên đã đột phá 370 mét lúc này còn thừa lại 10 người cấp B nhưng đều là dê đợi làm thịt lúc này cuối cùng đã có người sợ hãi rút lui trước đã muộn tần phong đâu thể buông tha cho những người này ném tất cả cho hỏa thụ ăn đi điều này sẽ khiến hắn có thể bớt việc một chút tần phong giết đến trời đất tối tăm có bạch ly ở bên cạnh trợ trận, những người này muốn chạy cũng chạy không được, tất cả đều cho hỏa thụ ăn. Phi thuyền của tập đoàn Phong Lê cũng buông xuống, vừa nãy không tiến hành trợ giúp hỏa lực tầm xa, cấp bậc chiến đấu này của Tần Phong, dù phi thuyền đến cũng chỉ làm bia ngắm, Tần Phong còn sợ bọn họ trở thành con tin của năng lực giả cấp B, nhanh, cứu người. Theo chúng ta đi. Chạy cái gì? Đến giả ngoại chịu chết sao? Chúng ta đều là người hỏa nham thành tập đoàn phong lê đúng chúng ta là tập đoàn phong lê đuổi theo đám người kêu loạn nhưng người trong mấy cái máy bay hành khách đều được giải cứu lúc này cuối cùng người trong liên minh nhân loại đã chạy đến đám người này lại còn đến muộn hơn phi thuyền cũng không kịp xen vào trận chiến vừa rồi đương nhiên bọn họ cũng không xen tay vào được tần phong vài phút giết một người bọn họ đi ra cũng không giúp được một tay bây giờ không cần nói cũng biết mục đích những người này xuất hiện ở đây. Bọn họ nhìn chầm chầm hỏa nham cự ma ở dưới hỏa thụ. Chỉ có tần phong nhìn hỏa thụ to lớn này, không chút nghĩ ngợi dẫn theo bạch ly lùi lại, mặc dù biết năng lực giả cấp B tử vong sẽ tạo thành chất dinh dưỡng to lớn cho hỏa thụ, nhưng hắn cũng không ngờ lại nhanh như thế. Hỏa thụ này đã dài đến 500 mét lúc này, những cấp B này đều cảm giác được một luồng áp lực, khí tức hỏa thụ phát ra khiến người ta thở hỗn hển tần phong ngươi không sao chứ đám người hà lực minh đi tới dò hỏi bọn họ không tiến lên săn giết hỏa nham cự ma nhân cơ hội phát tài mà là đến quan tâm tần phong trước đương nhiên ánh mắt của bọn họ cũng đặt trên vũ khí trong tay tần phong trước đó thứ này bẻ gãy nghiền nát phá hủy vũ khí của năng lực giả cấp b khác nghĩ cũng biết không phải vật thường chỉ sợ là thần binh siêu cấp không có việc gì chúng ta lùi lại một chút tần phong nói sao thế Ta có một dự cảm xấu, Tần Phong nhắc nhở. Ba người đến sớm đã kiếm lời không ít, bây giờ tăng nhiều thịt ít cũng không cần thiết phải đến cướp đoạt cái gì, hơn nữa bọn họ cũng có dự cảm không tốt lập tức theo Tần Phong lùi lại. Chờ sau khi bọn họ rời đi, nơi xa đột nhiên truyền đến chấn động, mặt đất lật lên, ao dung nham trước đó phồng lên. Soạt. Trong ao dung nham, một rễ cây màu đỏ hồng vùng lên. Sau đó, càng ngày càng nhiều mặt đất bị lật lên phạm vi lại tròn hai cây số ở trong đó còn có năng lực giả cấp b tiến vào trong a à, xảy ra chuyện gì một cổ võ giả gầm thét chấn động xung quanh càng ngày càng mãnh liệt trên mặt đất toàn là vết rạn nứt rễ cây leo ra khỏi mặt đất năng lực giả này muốn tách ra nhưng dường như bị phát hiện một cái rễ cây cùng vây công hung hăng cuốn lấy hắn ta quanh cổ võ giả bộc phát nội lực ra sức giãy giụa lực lượng cường đại dù cách rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn ta không ngừng giải dụa, là liễu cực. Hiển nhiên Phù Văn Giác biết đối phương. Hắn ta đi về phía trước một bước, lại bị Tần Phong giữ chặt. Không cứu được nữa. Hắn nhìn lại, phát hiện càng nhiều rễ cây cuốn lấy liễu cực này, trói chặt hắn ta sau đó chuyển đến trên cành cây, lúc này thân cây lại xuất hiện từng cái miệng rộng. Vèo. Liễu cực bị ném vào trong một cái miệng, cái miệng này đóng lại, hỏa thụ không tiếp tục tăng vọt nhưng thế công của rễ cây này lại nhanh hơn, thật sự đáng sợ, không chỉ như thế, không chỉ có một năng lực giả kia rơi vào cảnh khốn cùng. Có thể nói, người đến kiếm lợi ích đều bị bắt lại. Có người vị trí quá gần căn bản không trốn thoát được, có người may mắn chạy mất lại chưa tỉnh hồn. Tần Phong, có cần gọi cấp A đến trợ giúp không, sự tồn tại này thật sự đáng sợ. Tần Phong lại lắc đầu, kết nối thiết bị thông tin. Lúc nào phù không thành đến. Còn nửa giờ. Được. Nửa giờ, Tần Phong vẫn có thể chống đỡ được, nhưng kế hoạch lại thay đổi quá nhanh. Các ngươi xem, nó đang di chuyển. Chẳng lẽ nó sống? Trong lòng đám người phù văn giác xuất hiện vẻ bối rối. Đáng chết. Sắc mặt Tần Phong trở nên khó coi. Những cấp B đang chạy trốn lại trốn về phía hỏa nham thành, nếu tiếp tục như thế không quá 5 phút sẽ đến hỏa nham thành. Dù sao khoảng cách cả hai quá gần, hơn nửa thân thể hỏa thụ to lớn, tốc độ cũng nhanh. Không muốn chết đều chạy về phía khác cho ta. Tần Phong trống giận. Chỉ là phạm vi hỏa thụ quá lớn, lúc này bọn họ quay đầu sẽ không có cách nào tránh đi, thậm chí rất nhiều người đều không nghe theo Tần Phong. Bạch Ly, ra tay. Tần Phong hô lên. Bạch Ly lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong lòng đám người Dương Bi hơi căng thẳng, biết hôm nay lửa giận của Tần Phong vô cùng lớn. Tần Châu Trưởng, bình tĩnh một chút, tốt nhất đừng tự giết lẫn nhau. Tần Phong lạnh giọng nói, ta chỉ giúp bọn họ chạy trốn mà thôi, sẽ không giết bọn họ. Chỉ sợ những người này lại có suy nghĩ khác chạy đến hỏa nham thành, đến lúc đó thoáng cái đã đến hỏa nham thành, tất nhiên những cấp B này cũng sẽ chạy thoát, lúc này, Bạch Ly không ngừng thả ra phù văn không gian, những người kia lập tức chạy đi 5.000 mét, chỉ là phương hướng này lại không phải hướng hỏa nham thành. Nhưng điều này cũng đủ để tạm thời thoát khỏi hỏa thụ, bọn họ không chút nghĩ ngợi rời đi, không hề có ý quay đầu lại. Hỏa thụ đã mất đi mục tiêu đuổi theo tạm dừng lại, nhưng rễ cây bay múa như đang cân nhắc nên đi đâu. Lúc này, Tần Phong thu hồi thanh vương đao, trên người lại thay sang một cái pháo tay. Các ngươi đi trước, ta dụ hỏa thụ rời đi tần phong điều này quá nguy hiểm sắc mặt ba người đều thay đổi tần phong đúng là thiên tài tuyệt thế nhưng hỏa thụ không nhìn thấy cấp bậc này cũng rất đáng sợ bọn họ thật sự không dám tưởng tượng nếu tần phong gặp nạn sẽ đáng tiếc biết bao tần phong và bọn họ không giống nhau trong suy nghĩ của bọn họ thì tần phong trăm phần trăm có thể tăng lên đến cấp a thậm chí sẽ vấn đỉnh cấp s trong truyền thuyết chỉ là Tần Phong không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, pháo tay đã được bổ sung xong lập tức ngưng kết, bắn ra. Vèo Một viên đạn pháo gào thét bay ra ngoài cự ly ngàn mét, mang theo một vệt trắng banh tạc vào rễ cây của hỏa thụ này. Hỏa thụ lập tức rung rẩy, trên mấy cái rễ cây xuất hiện sương trắng sau đó lại dần biến mất, nhưng loại tình huống nước lửa tương khắc này khiến ý thức của hỏa thụ khóa chặt Tần Phong. Rầm rầm, hỏa thụ rung rẩy, sau đó xông về phía của Tần Phong rễ cây di chuyển tình cảnh đông đúc này dù là đám người phù văn giác cũng cảm thấy lạnh cả người tần phong quay đầu lại là một viên đạn pháo hàng băng không cách nào tổn thương hỏa thụ lại có khả năng hấp dẫn sự chú ý của đối phương mọi người trơ mắt nhìn tần phong dẫn theo hỏa thụ càng chạy càng xa máy không người lái đã không đuổi kịp tốc độ này trong tòa nhà văn phòng tất cả năng lực giả đều im lặng chúng ta có một thành chủ tốt châu trưởng tốt một năng lực giả cấp e mở miệng nói hắn ta là người phụ trách căn cứ nhỏ gần đây được sát nhập vào trong hỏa nham thành lúc này thấy cảnh tượng như vậy không khỏi đỏ ngầu cả mắt nhưng điều này khiến bầu không khí bi thương nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa nhóm thuộc hạ đi theo tần phong tỏ ra rất nhẹ nhàng nói cái gì đó cứ như tần phong sắp xảy ra chuyện vậy chu hạo nói người trẻ tuổi thời gian ngươi đi theo tổng giám đốc còn ít nguy cơ này có tính là gì kim phi gật đầu lúc trước hắn ta đi theo tần phong dết ra từ vong đô được chứng kiến sự to gan lớn mật của tần phong được chứng kiến sự cường đại của tần phong sau đó ở trong long đô một mình tần phong diệt phong thái của vô số thiên kiêu do long đô bồi dưỡng một tần phong như vậy khiến trong lòng kim phi chỉ có sự kính trọng vô hạn hắn ta không tin tưởng tần phong sẽ có chuyện gì yên tâm đi châu trưởng an toàn đúng vậy ai xảy ra chuyện châu trưởng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại châu trưởng cũng không kêu gọi cấp A, chắc chắn có nắm chắc. Có cao tầng an ủi, lúc này mọi người mới thoải mái hơn, sau đó còn có phi thuyền đi theo tầng phong truyền về hình ảnh chiến đấu. Hỏa thủ vô cùng kinh khủng khiến bầu không khí vốn nhẹ nhõm lại trở nên nghiêm túc, tuy sự tin tưởng của bọn họ với tầng phong tăng lên rất nhiều, nhưng sau khi thấy hỏa thủ lại không có cách nào xua tan sự e ngại từ sâu trong lòng. Thật đáng sợ. Lúc này, Tần Phong không ngừng phi nước đại, hỏa thụ sau lưng hắn bẻ gãy nghiền nát, quét ngang nơi hoang dã. Ở trong Bắc Hải Châu, dị thú nơi hoang dã thực lực khá yếu, không có nhân vật đáng sợ nào, hỏa thụ hoành hành không chút kiên dè, nơi đi qua những dị thú kia đều cục đuôi hoảng sợ bỏ chạy. Mục tiêu của hỏa thụ vẫn luôn là Tần Phong. Sinh vật như vậy thật sự đáng sợ, trước khi ta sống lại, rốt cuộc người thần bí săn giết hỏa thụ là ai, trong đầu Tần Phong không tự chủ được nghĩ đến. Người diệt đi hỏa thụ không phải thượng hàm, cũng không phải cấp A đến đây trợ giúp. Chỉ là bí mật thế này, trước khi Tần Phong sống lại không có tư cách được biết, chờ khi đến cấp A đã sớm quên đi chuyện như vậy. Nhưng ta đâu cần dựa vào người khác, không bằng tự thử một lần, dù không giết chết thì chờ phù không thành đến đây, tất cả đều được giải quyết. Trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy, tất nhiên động tác chạy trốn cũng khựng lại phi thuyền dừng thu lại video lùi lại ngàn mét tín hiệu ngăn cách cấm phát ra video ý thức lực của tần phong truyền ra ngoài người trên phi thuyền ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng nói vâng tổng giám đốc cấm đoán phát ra tất cả nhân viên đề phòng không được tự tiện thăm dò rút lui ngàn mét vì hỏa thụ che khuất bầu trời dù rút lui ngàn mét những người này đều thấy hỏa thụ to lớn nhưng tần phong lại trở thành một chấm nhỏ Trừ khi dùng ý thức lực hoặc tụ tập nội lực vào hai mắt mới có thể thấy rõ ràng. Nhưng Tần Phong tuyên bố mệnh lệnh như vậy, dĩ nhiên là không muốn để những người này thấy được. Tai vách mạch rừng, Tần Phong không định để lộ quá nhiều thực lực. Lúc này tất cả đều chuẩn bị xong, Tần Phong lại thu hồi pháo tay, thanh vương đao đi ra. Bởi vì lúc trước dừng bước, hỏa thụ đã đuổi theo, nhánh cây rung rẩy, tia lửa cháy hừng hực như đang gầm thét. Ào 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 rễ cây múa loạn, cuốn lấy Tần Phong. Tần Phong vung thanh vương đao lên. Trong sự cuốn quanh mà liễu cực cũng không thể tránh thoát, Tần Phong dùng thanh vương đao ngăn cản lại đâm xuyên qua thân thể. Phốt! Một đạo đao mang thật dài đâm xuyên qua một rễ cây hỏa thụ, lập tức chặt đứt sợi rễ cây này, lít nha lít nhít rễ cây bao phủ lập tức vỡ tan một chỗ. Mở cho ta! Tần Phong đạp một chân vào trên cái rễ cây này, lực lượng cường đại vung thanh vương đao lên, lúc này ánh sáng màu tím đen trên lưỡi đao càng vẫy ra tứ tán. Phốc 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 phốc. Trễ cây hỏa thụ nhao nhao rơi xuống. Rầm rầm. Hỏa thụ rung rẩy càng thêm dữ dội, sau đó một án lửa rơi xuống. Ánh lửa kia đều là hỏa chủng trực tiếp rơi xuống như từng ngôi sao to lớn. Rầm rầm rầm. Tất cả hỏa chủng đều đánh về phía tầng phong nó nổ tung che mất tầng phong càng tạo thành núi rung đất động sóng xung kích to lớn truyền ra từ trung tâm chiến đấu phi thuyền cách xa ngàn mét cũng bị năng lượng đánh trúng phát ra tiếng còi báo động chói tai vòng phòng hộ tự động mở ra bọn họ không dám tưởng tượng rốt cuộc trung tâm chiến đấu dữ dội đến mức nào trung tâm vụ nổ đã biến thành một đống đổ nát nhưng trong trung tâm đổ nát có một người mặc quần áo tác chiến cứng rắn đột nhiên nhảy lên từ vị trí nổ mạnh phi nước đại ra ngoài Người này là Tần Phong. Lúc này Tần Phong còn đang thở dốc từng ngụm, tiêu hao thể lực to lớn, một vụ nổ vừa rồi lại trực tiếp nổ nát nội lực cương khí của hắn, nếu không có thánh giáp tồn tại thì lần này Tần Phong không chết cũng bị lột da. Vù vù vù. Tần hỏa chủng bay ra, rơi xuống từ chỗ trăm mét trên bầu trời lại đánh về phía Tần Phong. Tần Phong đồng thời tăng tốc tránh đi sự tiến công kinh khủng này, kéo dài khoảng cách, trên cánh tay trái mang theo pháo tay trở tay cũng là một phát đạn pháo hàng băng vô số đạn pháo bắn về phía tần phong đều bị đông cứng lại mở ra trong nháy mắt rồi tiếp tục tiến công tần phong vừa đánh vừa lui kéo dài thời gian chờ nửa giờ chở phù không thành đây chính là sự tồn tại có thể đánh chết cả năng lực giả cấp a bây giờ bị tần phong cải tạo càng vô cùng đáng sợ thời gian trôi qua từng giây từng phút trận chiến giữa tần phong và hỏa thụ cũng càng ngày càng kịch liệt Tần Phong không vì chờ phù không thành đến mà thư giãn, mà không ngừng thăm dò đi hủy diệt hỏa thụ. Đáng tiếc chỉ là hạt cát trong sa mạc, hỏa thụ thật sự quá to lớn, nhiều lắm Tần Phong chỉ được coi là một con kiến trên người hỏa thụ, muốn gặm ăn cái cây này căn bản không có khả năng. Phù không thành sắp đến. Còn 3 phút, chịu đựng. Tình huống bên châu trưởng như thế nào? Vô số người đều đang nóng nảy, đều đang lo lắng. Trên chiến trường, tần phong đã sử dụng tất cả vốn liếng hắn biết lấy thực lực hiện tại của hỏa thụ đã là thú hoàng đỉnh phong cấp b thậm chí thiếu chút nữa là có thể đến cấp a tiến hóa thành sự tồn tại kinh khủng thần cấp cứ thế tần phong lại có một loại cảm giác bất lực hơn nữa thể tích của đối phương thật sự quá lớn nhưng đúng lúc này phù không thành không tới mà là một người khác đến vẻ ngoài trẻ trung dáng người thẳng tách một đôi mắt thâm thúy như là biển lớn bao dung nhưng cùng lúc lại có thể dấy lên biển động điên cuồng. Hắn ta cứ đột ngột xuất hiện như vậy, chờ đến khi Tần Phong chú ý đến, đối phương đã tiếp cận Tần Phong trăm mét. Cuối cùng Bạch Ly cũng kịp phản ứng, thay đổi sắc mặt xuất hiện bên cạnh Tần Phong, hai người lại rời đi đã là ngoài ngàn mét. Nếu không phải nơi xa còn có phi thuyền, hiện tại Bạch Ly cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Trên thế giới này, người khiến Bạch Ly kiên dè như thế thật sự quá ít. Lúc này, Tần Phong cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao là ngươi? Người kia mở mắt ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tại sao không thể là ta? Người trước mắt lại là Z. Z cũng không khác gì trước đó, dù sao lần trước bọn họ gặp mặt chỉ là mấy tháng trước. Tuy Hồ Sơn Cường Đại kia đã từng có ước định với Z để tổ chức của hắn ta rút khỏi Bắc Hải Châu, nhưng hiển nhiên điều kiện này không có tác dụng với Z, một cường giả cấp S sẽ tuân thủ quy củ không đến nơi có thể tới lui tự do vốn thuộc về hắn ta sao, hiển nhiên điều này không có khả năng, dép có thể tuân thủ ước định với những người khác không phải vì thỏa hiệp, mà là không quan trọng, hắn ta muốn đi đâu thì không ai ngăn được. Lúc này, trong đầu Tần Phong cũng nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ trước khi sống lại, người đến nơi này là dép? Một cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, diệt sát hỏa thu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, Zác thật sự là người thích hợp nhất. Tần Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV nghĩ đến đây, lông mày cũng nhíu lại, cứ thế chẳng phải mình nợ Zác một nhân tình sao, dù sao hiện tại Bắc Hải Châu là địa bàn của Tần Phong. Lúc này, ánh mắt Zác chuyển đi, nhìn về phía hỏa thụ thân thể cao lớn, trong mắt đầy vẻ hứng thú. Loại hứng thú này khiến Tần Phong cảm thấy nổi da gà, dù sao trước đó Zác cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn. Cũng là ánh mắt nhìn một vật thí nghiệm. Giác khá hứng thú nói, thứ này thật sự vô cùng kỳ quái lại có thể thông qua ăn để hấp thu năng lượng, từ đó lớn lên, đây thật sự là một tài liệu thí nghiệm hiếm có, có lẽ sẽ giúp thí nghiệm của ta tiến thêm một bước nữa. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Thật ra nhân loại cũng có thể thông qua ăn để tiến hóa, ví dụ như ăn một số thiên tài địa bảo, linh thảo linh quả, nhưng thông qua ăn người, ăn đá, ăn đất để tiến hóa lại ít càng thêm ít. Nói như vậy thật ra hỏa thụ và dị năng thôn vệ cũng rất giống nhau. Giác nói, thật sự không tệ, rất không tệ, thí nghiệm của ta vẫn chưa hoàn thiện, nếu có được năng lực như vậy không phải nhân loại có thể săn giết dị thú sao, sau đó ăn hết bọn họ để trưởng thành. Vậy người như thế có thể trưởng thành vô hạn, không cần không ngừng thí nghiệm cải tạo, dù sao cải tạo cũng là mạo hiểm. Tần Phong nghe Giác nói một mình trong lòng cũng nặng nề, vì điều Z nói thật sự rất tương tự với năng lực của Tần Phong. Zát nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, như cười mà không phải cười nói, "Tần Phong, nếu không ngươi và ta cùng tiến hành loại thí nghiệm này thì thế nào? Ta biết thủ hạ của ngươi còn có rất nhiều vật thí nghiệm người biến dị, hiện tại cũng dừng bước không tiến." Tần Phong nhíu mày, lạnh giọng nói, "Không cần." Dưới tay hắn thật sự có người như vậy, người quan hệ tốt nhất cũng là Lăng Vũ nhất, hàng noãn nhưng hàng noãn là người phát triển lành tính, lăng vũ nhất lại là ác tính, muốn tấn thăng cần thí nghiệm nhưng mạo hiểm rất lớn. Thế nhưng, Tần Phong sẽ không lựa chọn liên thủ với Z, người này là một nhà khoa học điên cuồng, thực lực còn cường đại như vậy. Muốn hợp tác với một người ít nhất phải xây dựng trên cơ sở thực lực của hai người giống nhau. Nếu sau này Tần Phong bất đắc dĩ hợp tác với Z, vậy cũng chỉ có thể là lúc mình đạt đến cấp S, Z cũng chẳng suy nghĩ nhiều về lời từ chối của Tần Phong, dù sao tần phong cũng rất đề phòng hắn ta có lẽ giác cũng chỉ đột nhiên nhắc đến cùng không để trong lòng mà là thuận miệng nói ra mà thôi hiện tại hắn ta càng thấy hứng thú với hỏa thụ hơn ha ha quên đi nhưng ta sẽ lấy thứ này đi giác nói xong không nhìn tần phong nữa mà là khí tức thay đổi ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một hắc long cực lớn là hồn võ giác hỏa thụ rất cường đại che khuất bầu trời di chuyển sẽ khiến mặt đất chấn động. Thế nhưng hồn võ dép cũng không thua gì. Trống. Hồn võ gào thét, hắc long lao xuống đã rơi vào phía trên hỏa thụ. Móng vuốt hắc long xé rách nhánh cây kia, tiếng nhánh cây bẻ gãy, răng rắc, răng rắc, không ngừng vang lên. Những nhánh cây đó nhìn qua thì rất nhỏ nhưng rơi xuống mặt đất lại phát ra tiếng ầm ầm, từng cái dài hơn 20 mét, rộng 1 mét không kém gốc đại thụ bình thường. Chiến đấu như vậy tràn đầy ý vị kinh khủng. Tần Phong nhìn xa xa, trong lòng lập tức rung động. Giết ẩn thân trong hồn võ còn to lớn hơn hảo thụ, vung tay nhất chân cũng có thể xé rách hỏa thụ. Hai con quái vật khổng lồ đang chiến đấu, những người khác cũng không cách nào xen tay vào được. Đây là sự chênh lệch thực lực hay chênh lệch thân thể. Trong đầu Tần Phong xuất hiện nghi ngờ này. Tần Phong có thể cảm giác được thực lực của mình chưa chắc đã kém hỏa thụ quá nhiều, nhưng trên lệch trên mặt hình thể quá lớn. Tần Phong có thể đưa tay đánh vỡ ngọn núi, nhưng đối mặt với hỏa thú lại chỉ có thể quấy rối, chậm rãi chặt đứt rễ cây, cành lá của đối phương. Thế nhưng hồn võ giác lại có thể xé rách toàn bộ hỏa thụ. đương nhiên, không thể phủ nhận việc giác là cấp s, nhưng ưu thế của hắn ta còn rất lớn. Nếu sau này đối mặt với sinh vật to lớn hơn, có vẻ Tần Phong rất bất lực đi. Chỉ là suy nghĩ này nhanh chóng bị Tần Phong ném ra sau đầu. Chắc dết cố ý, cố ý làm như thế để ta nghĩ đến chỗ này, trước đó hắn chiến đấu với Hồ Sơn cũng không cần cợt nhã như thế. Hừ, muốn ta làm vật thí nghiệm của của hắn, nằm mơ. Cường đại thì như thế nào? Ai có thể đảm bảo sẽ không biến thành quái vật đáng sợ? Đến lúc đó, tất cả thứ ta đang có đều trôi theo dòng nước. Đặc biệt lấy sự biết trước của Tần Phong, còn có cả ký ức 8 năm tương lai cũng đủ để Tần Phong trở thành sự tồn tại vượt xa nhãn người khác, ổn định ở đỉnh Phong, hơn nữa, Tần Phong không tin thành tựu của mình sẽ dậm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tần Phong cũng trở nên kiên định. Ngay lúc này, đằng xa lại có một quái vật khổng lồ xuất hiện, phù không thành đã đến, đi. Tần Phong ôm vòng eo Bạch Ly, Bạch Ly lập tức dùng phù văn không gian mang theo Tần Phong đến bên trên phù không thành tần phong xuất hiện trong phòng lái chính giữa phù không thành những người khác không cảm thấy ngạc nhiên tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm trận chiến bên ngoài trong mắt bọn họ có vẻ ngạc nhiên nhưng không ai nói chuyện không ai thảo luận người thao tác trên phù không thành đều là thương giới giả tinh nhuệ nhất tập đoàn phong lê những người này có sự trung thành tuyệt đối huấn luyện nghiêm khắc nhất thương giới giả không giống cổ võ giả và dị năng giả những người này tin tưởng vững chắc chỉ có Tần Phong mới có thể cho bọn họ tương lai cường đại, cho nên rất sùng bái Tần Phong. Khóa chặt Hỏa Thụ, khóa chặt người kia, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Tần Phong lập tức ra lệnh xuống. Nếu có cơ hội một hơi xử lý Z, Tần Phong không ngại ra tay ngay bây giờ. Đáng tiếc, Z không cho Tần Phong cơ hội, Z thật sự quá cường đại, Hỏa Thụ cũng cường đại lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng trường long màu đen to lớn xoay quanh xuống cuốn lấy thân hỏa thụ sau đó hung hăng siết chặt rễ cây hỏa thụ cùng loạn vung vẩy quất vào trên người hỏa long lại không để lại bất kỳ một vết thương gì ngược lại thân cây của nó càng quấn càng mảnh cạch 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 tiếng động khủng bố như tiếng sinh mệnh trôi qua từng chút một sau khi bị ghìm chặt trăng rắc trên màn hình giám sát của phù không thành thân hỏa thụ đã bị bẻ gãy hoàn toàn trận chiến không đến 5 phút, Z đã lấy được thắng lợi tuyệt đối. Hỏa thụ đã mất đi năng lực chiến đấu, nhánh cây cùng loạn cũng rủ xuống, tán cây móc ngược trên mặt đất, hỏa chủng bên trên lần lượt bị dập tắt. Hỏa thụ đã mất đi sinh mệnh. Phù không thành của Tần Phong đang ở ngay bên cạnh, trong nháy mắt hỏa thụ to lớn tử vong, năng lượng vung vẩy khắp nơi, cự ly khuếch tán rất to lớn, Tần Phong hấp thu năng lượng tán loạn ra từ trên hỏa thụ này. Đủ loại năng lượng liên tục không ngừng, thân thể và ý thức lực của Tần Phong đều nhận được sự tăng trưởng. Dưới loại tình huống này, Tần Phong trực tiếp đột phá cấp C7, hoàn toàn không ngờ lại đột phá lúc này, Tần Phong không áp chế được khí tức khiến dao động truyền ra ngoài, người trong phòng điều khiển đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong, nhưng càng nhiều hơn là bị ép đến không ngẩng đầu lên được. Dù sao khí tức của Tần Phong quá cường đại, cũng may Tần Phong lập tức khống chế khí tức của mình, thu liễm lại những người khác cũng dùng ánh mắt kính nể và sùng bái nhìn Tần Phong. Về phần vì sao Tần Phong vô duyên vô cớ tấn thăng, những người này cảm thấy chắc là nhìn người thần bí chiến đấu với hỏa thụ, từ đó lòng có cảm giác mà đưa tới đốn ngộ mà thôi. Tình huống này cũng không hiếm thấy. Chỉ có Tần Phong biết đây là công lao của dị năng thôn vệ, còn có năng lượng của hỏa thụ thật sự quá cường đại. Lúc này, trên không hỏa thụ, giác khống chế hắc long dùng móng vuốt xé rách thân hỏa thụ, tìm được thứ gì đó từ trong thân cây đó là một kết tinh to lớn hơi mờ thậm chí trong kết tinh còn có dung nham đang chảy đây chắc chắn là tinh hạch năng lượng của đối phương sau khi hỏa thụ tử vong thân cây bốc cháy lên lửa lớn rừng rực hỏa chủng dập tắt nhánh cây bị ngọn lửa lớn đốt cháy nhanh chóng hóa thành thang đen gió thổi qua đã trở thành tro bụi nhưng có một bộ phận nhanh cây lại hiện ra ánh sáng màu đỏ rực như một mảnh huyết ngọc hỏa thụ quá to lớn, tuy loại nhánh cây này không nhiều nhưng cũng không ít, giết khống chế hắc long xoay một vòng, góp nhặt một ít nhánh cây rồi bất động. Rất hiển nhiên, Z không mang theo trang bị phù văn lớn như vậy. Đối với năng lực giả cấp S cũng là điều không thể làm gì, tuy có thể mang theo rất nhiều trang bị phù văn không gian nhưng ai lại mang theo một đống lớn trên người. Cũng may, những thứ này đã đủ dùng làm thí nghiệm. Sau đó, đầu hắc long nhìn về phía phù không thành. Tần Phong kết nối với thiết bị ý thức lực trên phù không thành, lúc này hắn cũng là phù không thành to lớn, nhưng lúc nhìn về phía Hắc Long vẫn có một loại áp lực cực lớn. Kẻo kẹt. Toàn bộ họng pháo của phù không thành vươn ra, nhắm thẳng vào Hắc Long. Chỉ cần ý thức lực của Tần Phong khẽ động là có thể phát ra toàn bộ hỏa lực. Nhưng Tần Phong cũng không dám hứa chắc loại hỏa lực này có thể đối phó với có thực lực cấp S hay không, cho nên Tần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là lúc này áp lực của hắn vô cùng to lớn. Dép nhướng mày một cái, ý thức lực như là biển lớn, như là thủy triều đã khóa chặt Tần Phong. Trong hệ thống theo dõi của phù không thành, thấy dép trong cơ thể hắc long nở nụ cười như có như không. Nụ cười này có ý tứ sâu xa, không biết là khinh miệt hay khen ngợi nhưng dép lại chỉ nở nụ cười, sau đó hắc long gào thét quay đầu rời đi. Cho đến khi hắc long này biến mất ngay tại chỗ, lúc này thân thể căng cứng của Tần Phong mới bình tĩnh lại. Lần trước có Hồ Sơn, Tần Phong trốn được một kiếp, lần này Tần Phong biết Hồ Sơn sẽ không đến, ai cũng không biết một người vừa chính vừa tà như giác có thể lật lọng, bắt Tần Phong đi làm thí nghiệm hay không, nhưng Tần Phong cũng biết lần này giác trời đi không phải vì lực uy hiếp của phù không thành, mà là vì giác tuân thủ ước định với Hồ Sơn. Tóm lại, kết quả này là việc tốt với Tần Phong. Tiếp tục cảnh giới. Tần Phong ra lệnh, sau đó cùng Bạch Ly đến chiến trường trước đó. Hỏa thụ tử vong, ban đầu nơi này là một cánh rừng, lúc này cũng bị đốt cháy thành đống đổ nát, thân cây hỏa thụ lại thành một đống xác to đến dọa người. Ngọn lửa cháy hừng hực khiếp năng lực giả cấp thấp căn bản không có cách nào tiếp cận. Nhưng những đồ vật còn sót lại khiến người ta vô cùng dao động. Đó là tinh hoa do hỏa thụ để lại, trước khi sống lại vì vật này mà năng lực giả cấp bê ra tay đánh nhau, tổn thất nặng nề. Giác xuất hiện diệt sát hỏa thụ nhưng cũng như trước khi hắn sống lại, hắn ta không có cách nào mang đi quá nhiều đồ vật, thứ còn lại đều là lợi ích để người ta nhặt nhạnh. Bây giờ, người kiếm được lợi ích là Tần Phong, hắn cũng không vì giác là kẻ địch của mình mà từ bỏ tất cả trước mắt. Huống chi, trước đó hắn cũng có tham gia chiến đấu, lấy chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Ly, đều lấy đi. Tần Phong mở miệng nói. Tất nhiên Bạch Ly cũng làm theo, không gian vô hạn khiến Bạch Ly lấy đi tất cả những thứ to lớn này. Lấy đồ vật đi, nguyên tại chỗ chỉ còn lại tro tàn sau khi bị đốt cháy, Tần Phong không chút lưu luyến trực tiếp dẫn người rút lui. Phi thuyền hạ xuống bên trên phù không thành, phù không thành to lớn lại trở về hỏa nham thành. Phần lớn các năng lực giả cấp B đều rời khỏi hỏa nham thành, có một vài người chưa từ bỏ ý định muốn ở lại nơi này xem hỏa thụ quay ngược về hay không, về phần người trong liên minh hắc ám đều bị tần phong giết chết lực lượng ngầm ít đi rất nhiều nhưng lúc phù không thành xuất hiện vẫn dẫn đến bạo động to lớn nó che khuất bầu trời người ở lại ngoại ô hỏa nham thành chờ đợi tin tức đều ngửa đầu nhìn trời ạ à, đây là cái gì là một tòa thành thị một tòa thành thị đang bay trên đó viết phong lê đây là đồ của tập đoàn phong lê phù không thành là phù không thành giết chết hỏa vương thôi liên trước đó rất nhiều năng lực giả đều thay đổi sắc mặt đây chính là sự tồn tại có thể giết chết năng lực giả cấp a cũng may phù không thành còn chưa đến trên không hỏa nham thành chỉ dừng ở chỗ hỏa thụ xuất hiện trước đó điều này khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên không biết tần phong muốn làm gì chẳng mấy chốc hai cái phi thuyền cũng bay ra từ trong hỏa nham thành sau đó người đi xuống lại nhanh chóng bận rộn trong đống đổ nát thành tường được xây dựng lên, phòng ốc cũng được xây dựng. Quảng trường to lớn cũng được tạo dựng lên. Sau khi đá không gian hạ xuống, những người khác mới kịp nhận ra Tần Phong muốn làm gì. Hắn lại muốn thành lập đạo tiêu không gian. Một loạt động tác của Tần Phong thật sự quá nhanh, chỉ qua một ngày mà tất cả đã kết thúc. Sau đó, Bạch Ly mở ra, một cánh cửa không gian cao lớn trong 10 mét đã mở ra, trong thông đạo này như có một không gian cố định, mọi người có thể cảm nhận được khí tức hỏa diễm đập vào mặt. Trên một con đường cái chạy ra ngoài hỏa nham thành, chỉ thời gian nửa ngày đã tu sửa thành 8 làng xe, dọc theo hai bên đường cứ hơn 100 mét lại có một tòa tháp được dựng lên, trang bị súng ống đến tận răng, liên tục nhìn chầm chầm người xung quanh, trên bầu trời, xung quanh khu hoang dã đều có máy không người lái lơ lửng theo dõi. Ở cuối con đường này xuất hiện một cứ điểm cỡ nhỏ. Thoạt nhìn cứ điểm này không lớn, đường kính chỉ khoảng 300 mét, tất cả mọi thứ trên tường thành đều là pháo tinh năng, trong tầm mắt lại lóe lên ánh sáng bảy màu khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trên bầu trời xuất hiện một tòa thành thị huy hoàng hơn. Rất nhiều người đều nhận ra đó là cái gì, đó là phù không thành do bộ tộc có trí tuệ để lại, sự nổi tiếng của phù không thành này được xây dựng lên từ cái chết của một cường giả cấp A. Phù không thành của người Gờ Răng, hiện tại gọi là phong lê phù không thành uy hiếp ở khắp mọi nơi. Nơi này cũng là thông đạo không gian vị diện hỏa diễm mà Tần Phong mới xây dựng. Từ sau khi xây xong vào hôm qua, trước tiên Tần Phong thành lập hệ thống vũ trang, chẳng mấy chốc công trình kiến trúc bên trong cũng được xây lên, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, cửa hàng đủ loại lần lượt mở ra. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, chỗ trung tâm nhất của toàn bộ cứ điểm vẫn là quảng trường trung tâm hai thông đạo hình thành từ đá không gian khắc họa khóa trái đã có thể kích hoạt mở ra bất cứ lúc nào lúc đầu vì hỏa nham cự ma biến mất hỏa thụ điên cuồng công kích thực lực cường hãn khiến cấp b đều chạy trốn giữ mạng cấp c cũng không dám dừng lại mà rút lui ngay trong đêm nhưng thời gian một ngày sau khi tin tức truyền ra người ở bắc hải châu lại không giảm mà còn tăng trong pháo đài không truyền ra tin tức gì nhưng rất nhiều người đều cảm thấy có phải lúc này Tần Phong đã tiến vào dị vị diện chém giết, thu hoạch rất nhiều rồi không? Nhưng bọn họ lo lắng chờ đợi, người phong lê lại làm từng bước, thậm chí bắt đầu dựng lên kiến trúc ở vòng ngoài, hiển nhiên những thứ này là cửa hàng chuẩn bị cho những người khác, đều có thể tu thuế thu tô, sau đó là khai khẩn đất trồng trọt diện tích lớn. Nơi này bị dung nham bao trùm, trong đất đai có năng lượng phong phú, sau khi chuyển lệ châu hoa và cây trồng khác về, đến mùa xuân chắc chắn sẽ có thu hoạch khá tốt nếu nói súng ống chỉ có thể ảnh hưởng đến năng lực giả vậy hiện tại nông nghiệp gạo bột mì phong lê gần như phá giá toàn bộ bắc vực chiếm cứ thị trường càng lớn hơn không ai không biết chỉ có điều bọn họ chậm rãi hành động như vậy những người khác lại không kịp chờ đợi tần phong này đúng là ăn cả đất xung quanh thời gian của chúng ta cũng không hao nổi như thế theo ý ta mọi người cùng đi xem một chút sao có thể để hắn một mình chiếm cứ thông đạo không gian mới xuất hiện cũng không thể nói như vậy nơi này là chỗ của hắn thông đạo cũng là hắn thành lập tất nhiên lời nói của hắn có trọng lượng rốt cuộc tần phong có ý định gì trong lòng những người khác có một vài suy nghĩ hoặc là tần phong muốn tiền hoặc là dứt khoát phong tỏa nơi này tự mình khai thác loại trước còn tốt trả ít tiền coi như xong loại sau thì những cấp b này phải tranh một chuyến nhưng những người này đã quen cẩn thận hơn nữa có rất nhiều chuyện tất nhiên không thể để bọn họ tự đi, thế là điều động một vài cấp C tiến về tòa pháo đài này. Lưu Huy cũng là một người trong số đó. Xe bay chạy trên con đường trống, vũ khí trên tháp canh hai bên khiến hắn ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bản thân hắn ta là một thương giới giả tất nhiên có thể thấy được những súng ống trên tháp canh kia lại có tiêu chuẩn nguy hiểm đạt đến cấp D, tầng phong này thật sự chi mạnh tay. Lưu Huy nói thầm, chỉ là tháp canh bình thường ở một nơi như Bắc Hải Châu chỉ cần giá trị vũ lực cấp ép là đủ, lại xa xỉ dùng đến cấp D, nhưng càng đến gần thì Lưu Huy càng cảm thấy trước đó đều là trò trẻ con. Trong pháo đài có pháo tinh năng, hoặc nhìn độ uy hiếp đạt tới cấp C, còn có một ít pháo chủ đạt đến cấp B hơn nữa, càng đến gần càng có thể thấy rõ sự khủng bố của phù không thành, điều này khiến tốc độ xe của hắn ta không tự chủ được chậm dần, thậm chí cảm giác hơi cẩn thận. Đến trước cửa pháo đài, Lưu Huy đã bị cản lại. Người đứng ở cửa ra vào là một dị năng giả cấp C, người này chính là thuộc hạ mà Tần Phong mới tuyển nhận ở độ tan bồn địa, viên hiểu quan. Vào cửa 500 vạn, yêu cầu thực lực thấp nhất cấp C5, viên hiểu quan thấy có người đến cuối cùng đã lên tinh thần, hôm qua hắn ta đứng ở chỗ này làm gác cổng, mặc dù chỉ là tạm thời cũng truyền lại tin tức và lực trấn áp, nhưng đợi một ngày lại không có một ai đến, viên hiểu quan cũng hơi buồn bực. Lưu Huy nghe Viên Hiểu Quang nói vậy, sắc mặt cứng đờ, cấp C4 không được sao? Còn thiếu một cấp, ta là thương giới giả. Kém một cấp cũng là sự cách biệt một trời một vực, nhưng nếu ngươi cảm thấy mình là thiên tài, thiên kiêu, đương nhiên ta có thể cho đi, Viên Hiểu Quang nói. Thật ra Lưu Huy đến đây chủ yếu là tìm hiểu tin tức, có vào hay không cũng không quan trọng, cho nên hắn ta lại cãi cọ với Viên Hiểu Quang, thuận tiện hỏi thăm Viên Hiểu Quang cũng rảnh rỗi đến nhàm chán, trò chuyện cũng không tệ lắm. Tần Châu trưởng thành lập cái này, rốt cuộc là có ý gì? Nghe nói bên trong đã mở ra thông đạo không gian, định làm thế nào? Viên Hiểu Quang nói, thực lực của ngươi như vậy vẫn đừng nhớ thương, bên trong cần thực lực cấp C mới có thể tiến vào. Tùy tiện vào. Sao có thể, vé vào cửa một nghìn ức đấy, Viên Hiểu Quang hờ hững nói. Lưu Huy suýt nữa bị sặc nước bọt của mình, trong mắt cùng sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Bao nhiêu? Một nghìn ức, ngươi cảm thấy nhiều, viên hiểu quan nhớ mày nói, ngươi cũng biết một viên tinh hạch hỏa nham cự ma cũng là ba trăm ức, giết chết bốn con đã kiếm đủ tiền vốn, đối với cấp B thì số tiền này có nhiều không? Tuyệt đối không nhiều. Lưu Huy im lặng, đối với cấp B hình như thật sự không tệ. Thế nhưng số tiền này cũng không thể tính như vậy, mạo hiểm đấy. Nếu bên trong toàn là hỏa nham cự ma, dung nham đầy đất, ai biết sẽ mạo hiểm lớn đến mức nào, đến lúc đó không giết chết nổi một con chẳng phải thua thiệt chết sao. Viên hiểu quan hừ lạnh một tiếng, thì nên trách bọn họ không có bản lĩnh. Mấy ngày nay tần tổng đã vào ra ba lượt, số tinh hạch mang về đã chất thành ngọn núi nhỏ, những người khác không làm được chỉ có nghĩa thực lực không đủ. Lúc này đầu óc Lưu Huy cũng hỗn loạn, một mặt nghĩ vé vào cửa quả đắt, một mặt lại nghĩ Tần Phong thu hoạch được tinh hạch chồng chất như núi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi cũng không vào được dị vị diện, với thực lực này của ngươi đi vào chỉ bị nướng chín. a à, đúng, dù sao ta cũng không vào được, lúc này Lưu Huy mới phản ứng lại, hắn ta đến để tìm hiểu tin tức cũng không phải chiến đấu. Vậy đi, ngươi sắp xếp một chút, 500 vạn, để ta đi vào xem một vòng, dù sao ta cũng không có một nghìn ức vào vị diện hỏa nham. Viên hiểu quan suy nghĩ, dứt khoát gật đầu, cũng được, đi thôi. Cảm ơn huynh đệ. Lưu Huy trả tiền tiến vào, phát hiện bên trong cũng không có sự khác biệt, chỉ là quảng trường trung tâm có hai cây cột đại diện thông đạo không gian được mở ra, có vẻ đặc biệt cao lớn, bên cạnh còn có quy tắc đặc biệt định ra. Ngoại trừ 1.000 ức vé vào cửa, năng lực giả cấp B còn có thể dẫn theo 10 cấp C đến trợ giúp không thu phí dụng, nhưng điều này lại khiến Lưu Huy hiểu rõ tại sao Phong Lê phải thu vé vào cửa rồi. Đây là làm thịt những cấp C chúng ta, Lưu Huy buồn bực suy nghĩ, một cấp B dẫn theo 10 cấp C, cấp C muốn phải thì phải bỏ ra vé vào cửa, thật ra tấm vé này cũng là một cơ hội chiến đấu cùng cấp C, hơn nữa, cấp B có thể chia sẻ vé vào cửa với những cấp C hay không, đây chính là điều không ai nói chắc được, dù như thế đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng Lưu Huy có buồn bực thế nào thì hiện tại Lưu Huy cũng đã đi vào, sau này khó nói chắc, thực lực của hắn ta chỉ có cấp C4, Lưu Huy dứt khoát không đi nữa, ở lại bên trong cứ điểm, dù giá cả đắt đỏ thì cũng không tính là gì với những năng lực giả này. Sau đó, hắn ta truyền tin tức ra ngoài. Lúc này, căn bản không chỉ một mình Lưu Huy đến đây, vẫn còn có người cũng nhao nhao tiến vào, sau khi tin tức truyền ra ngoài gần như đưa đến sóng to gió lớn một nghìn ức không coi là nhiều với ít lợi. Nhưng đối với cấp B cũng không tính là ít, đồng thời, ai cũng có thể thấy được lợi nhuận trong này. Nếu nắm giữ bí cảnh này thì tiền tài cuồn cuộn đến, tài nguyên cũng không thiếu. Trong chốc lát có rất nhiều người đỏ cả mắt, suy nghĩ của mọi người cũng bắt đầu chuyển động. Chuyện này không thể để Tần Phong ăn một mình. Không sai, mọi người đều tham gia săn giết hỏa nham cự ma, vì sao chỉ có hắn chiếm đất làm vua. Tin tưởng Tần Châu Trưởng cũng sẽ hoan nghênh chúng ta cùng khai thác bí cảnh này, huống chi chỗ tốt như vậy nhất định có người thăm dò, chúng ta tham dự cũng có lực lượng trấn áp. Những người này tìm cho mình lý do rất tốt, chẳng mấy chốc đã cùng đi đến cứ điểm hỏa nham. Ngoài cửa vẫn là viên hiểu quan trấn giữ, thấy mấy cấp B xuất hiện cũng lễ phép mời vào cửa, cũng không thu bất kỳ phí dụng gì. Trong cứ điểm, Tần Phong đang tu luyện trong một mật thất mở mắt ra. Đến, đúng vậy có tám người đến thoạt nhìn đều là dáng vẻ không chịu được đánh bạch ly biểu môi nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cũng không cần chúng ta ra tay đánh tần phong đứng lên dẫn theo bạch ly đi ra ngoài lúc này những năng lực giả cấp b cũng không dự định lập tức tiến về vị diện hỏa nham mà muốn gặp mặt tần phong người phong lê sắp xếp mấy người này vào trong sảnh hội nghị những người này không đợi lâu tần phong đã đến tần châu trưởng chúc mừng hiện tại Tần Châu trưởng phát triển không tệ ở Bắc Hải Châu, hiện tại lại có vị diện hỏa nham, chắc chắn có thể một ngày thu đấu vàng, không ngừng lớn mạnh. Không sai, không sai. Mọi người vô cũng khách sáo, Tần bốc Tần Phong một trận. Trên mặt Tần Phong nở nụ cười khá ôn hòa, nhìn mọi người nói, nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại, hỏa thụ và hỏa nham cự ma xuất hiện thật sự vượt qua dự đoán của ta, cũng may đều ngăn cản được, thông đạo vị diện hỏa nham được thành lập, ta cũng có thể đền bù chút tổn thất mấy cấp bê liếc nhìn nhau một người trong số đó nói tần châu trưởng nói gì vậy ngươi có tổn thất gì người kiếm lời nhiều nhất cũng là ngươi đi đúng vậy nhưng dù sao thực lực của bắc hải châu còn yếu chẳng may thông đạo vị diện hỏa nham này không ổn định lại xé ra vết nứt không gian gì đó đến lúc đó hỏa nham thành sẽ gặp tai ương e rằng những người trong thế lực hắc ám đó cũng không bỏ qua cho sự dụ dỗ này tần phong cười lạnh một tiếng nhưng không lên tiếng ngược lại bạch ly ngồi bên cạnh tần phong mở miệng dường như trong giọng nói còn có ý nghi ngờ người của thế lực hắc ám không phải những người kia đều bị giết cho cây ăn rồi sao chỉ với thực lực ấy còn phách lối trước mặt chúng ta thật sự không biết sống chết lời nói của bạch ly vô cùng phách lối hơn nữa người nói vô tâm người nghe có ý cấp b có mặt đều có thực lực tương xứng với những người trong thế lực hắc ám đó Thậm chí lúc chiến đấu những người ở đây đều là người trong liên minh nhân loại nhưng không có ai dám xuất hiện, tất cả đều dựa vào một mình Tần Phong giết chết đối phương. Tính toán như thế, Bạch Ly nói thế cũng có đạo lý. Chỉ có điều, đạo lý này được xây dựng trên cơ sở Bạch Ly coi thường thực lực của những người trước mắt, thế là sắc mặt những năng lực giả cấp B này hơi tối đi. Ha ha, một năng lực giả trong số đó cười khang một tiếng, nói sang chuyện khác, tuy là thế tần châu trưởng cũng còn trẻ không thể luôn trú đóng ở hỏa nham thành, dù sao vẫn cần một vài động bọn hợp tác, hơn nữa các vị ở đây đều có tham gia diệt trừ hỏa nham tự ma, tất nhiên lần này cũng là việc nhân đức không nhường ai, đến giúp lão đệ chia sẻ chút áp lực. Tần Phong đã sớm biết mục đích của bọn họ, coi như những người này vô liêm sĩ nói ra, cũng không suy nghĩ nhiều. Không sao, tuy ta chưa chắc ở đây nhưng phù không thành chắc chắn vẫn còn đó, các ngươi cũng biết lúc trước phù không thành này từng giết ai, ta cảm thấy chắc không có ai dám to gan đến nơi này gây chuyện." Tần Phong nói như vậy đã là biến tướng từ chối yêu cầu của những người này. Trong chốc lát, bầu không khí hơi xấu hổ. Sắc mặt những người này hơi khó coi, khí tức bản thân tự nhiên thả ra tạo thành uy áp rất đáng sợ. Bây giờ, bọn họ đều như có như không nhằm vào Tần Phong. Nếu là cấp C bình thường e rằng lúc này đã sớm sợ đến quỳ trên mặt đất tần phong một vị diện đặc thù ẩn chứa cơ duyên rất lớn ngươi độc chiếm như vậy e rằng không tốt lắm sắc mặt tần phong lạnh băng nhìn đối phương cũng nói ta cũng không độc chiếm tài nguyên một nghìn ức vé vào cửa ta cũng không lấy đắt lắm nếu không lấy ra được còn đến nơi này làm gì vết nứt không gian này cũng không phải một mình ngươi phát hiện tần phong cũng mỉa mai ngược lại ở bắc hải châu của ta Bên cạnh hỏa nham thành của ta, không có các ngươi đến thì một mình ta cũng có thể giải quyết, sao không gọi là một mình ta phát hiện. Ngươi không thể phát triển một mình, liên minh nhân loại cũng phải đoàn kết, cùng nhau chống lại dị thú, ngươi làm vậy là ích kỷ. Ha ha ha, Tần Phong cười ha hả, phát triển nhiều phế vật như vậy có tác dụng gì? Còn không bằng tự mình cười đại, đến lúc đó chia cho các ngươi chút canh uống, các ngươi còn cảm thấy canh rất thơm đấy. Ba một cấp b vỗ bàn đứng lên cái bàn trước mặt ầm vang vỡ vụn tần phong ngươi mắng ai là phế vật tần phong cười lạnh một tiếng nhìn đối phương ta không mắng ai là phế vật sau đó hắn lại nhìn quanh một vòng phun ra mỗi chữ mỗi câu ta nói là các vị ở đây đều là phế vật ngươi tần phong ngươi quá ngông cuồng ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám ra tay sao tám tên cấp b này đều đứng lên như muốn ra tay đánh nhau tần phong vẫn ngồi ở vị trí cũ lạnh lùng nhìn bọn họ các ngươi chắc chắn muốn đối địch với ta phải biết rằng nơi này là địa bàn của ta tần phong chỉ ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy họng pháo lóe lên ánh sáng lạnh trên tường thành đằng xa lúc này những cấp b này mới chú ý đến cứ điểm cỡ nhỏ này không chỉ có vũ lực ở vòng ngoài bên trong càng thành lập nhiều pháo năng lượng hơn Quy cách của những pháo năng lượng kia rõ ràng đều là loại cấp bậc bắc hoa thị, pháo năng lượng cấp B nói cách khác, thậm chí một pháo có thể nổ giết một dị thú cấp B đối phó năng lực giả càng là dư xài. Quan trọng nhất là, bọn họ nghe được tiếng đại bác co duỗi ở phù không thành trên bầu trời, trong ý thức lực và năng lực cảm giác, những hỏa lực khủng bố đó đã tập trung vào vị trí của bọn họ. Bên cạnh Bạch Ly nhấp nhô ánh sáng bạc, tất cả mọi người đều biết đó là phù văn không gian. Bởi vì, Lúc trước chiến đấu với hỏa thụ, Bạch Ly đã từng sử dụng chiêu thức này để đưa bọn họ rời khỏi ngàn mét. Cho nên, dù những hỏa lực này thật sự rơi xuống, Tần Phong và Bạch Ly cũng có thể rời đi trước tiên. Thế nhưng những người này cũng chỉ có thể đối mặt với hỏa lực quanh tạc. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm nhưng lại vô cùng kiềm chế. Một cấp B đè nén lửa giận, Tần Phong, ngươi thật sự muốn đối địch với nhiều người như vậy? Ngươi phải biết ngươi mới cấp C, thiên kiên thì thế nào, khẩn vị đừng quá lớn nếu không sẽ ăn quá no. Tần Phong cười lạnh một miếng, khẩu vị của ta lớn bao nhiêu cũng không cần các ngươi quản. Ta muốn chia cho ai ăn, người đó có thể ăn. Nhưng không đến lượt người khác cướp trong tay ta. Bạch Ly cũng nói, chưa từng thấy ai da mặt dày như các ngươi, nói năng đường hoàng còn không phải muốn đến chia lợi ích. Cũng không biết xấu hổ chia lợi ích thì thế nào mọi người nói trắng ra không phải một mình tần phong ngươi có thể nắm giữ vị diện mới phát hiện này không sai muốn nuốt một mình cũng phải xem thực lực của mình tần phong đừng quên ngươi không chỉ một mình chúng ta đều là người trong liên minh nhân loại ta sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi như thế là bắt nạt người nhưng ta có thể liên hợp với những người khác ngăn cấm tập đoàn của ngươi cấm đoán tập đoàn của ngươi mua sắm đồ đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là nửa bước khó đi không sai đắc tội nhiều người như vậy hiển nhiên là không sáng suốt những người này trông như lấy tình cảm lấy lý lẽ để thuyết phục trên thực tế là đang uy hiếp thử thăm dò phòng tuyến cuối cùng của tần phong hiển nhiên tần phong không nghe lời nói của bọn họ mỉa mai từng người một nhìn thực lực của mình ngươi cũng phải nhìn thực lực của mình trước lại nói ngăn cấm tập đoàn của ta chỉ dựa vào ngươi. Không sáng suốt. Không làm theo suy nghĩ của ngươi là không sáng suốt sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi đấy. Bình thường Tần Phong không nói một lời, thậm chí rất nhiều người từng tiếp xúc với Tần Phong đều cảm thấy Tần Phong là một người khác lãnh đạm. Thậm chí có thể gọi là lãnh khốc, nhưng hôm nay hắn đối chọi gay gắt với những cấp B này, khí thế một người lại chèn ép tám người, không hề có chút yếu ớt nào, thậm chí mơ hồ ngăn chặn những người này trước khi Tần Phong sống lại, từ một cây cỏ dần bò lên đến cấp A, tuy không phải lệ thuộc vào người ở bên liên minh nhân loại nhưng đã đến cấp bậc của hắn, thực lực cường đại đã đại diện cho rất nhiều việc. Đặc biệt là mỗi lần phân chia lợi ích nhất định phải dựa vào lý lẽ để biện luận, nếu không cũng là sự khác biệt giữa thiếu một miếng thịt. Liên quan đến việc cải cọ, Tần Phong còn hiểu quy củ hơn cả những người này. Một lần gặp mặt nói tròn 2 giờ, ra tay là không thể nào nhưng ai cũng không thuyết phục được ai. Trong chốc lát, những cấp B này đều cảm thấy Tần Phong thật sự khó chơi. Thời gian như vậy, sự kiên nhẫn của những người này đều đã dùng hết. Đúng lúc này, Tần Phong cũng như đã đánh mất tất cả kiên nhẫn, giận dữ hết, các ngươi muốn ta nhường ra lợi ích. Nói ta không có tư cách và thực lực chiếm cứ nơi này, vậy các ngươi lấy ra thực lực là được, chúng ta định ra quy củ, ba ngày sau tỷ thí hoang dã, người không thể đánh bại ta trong vòng 100 chiêu cũng đừng nói việc hợp tác gì nữa. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất khi Tần Phong nói chuyện với những người này trong thời gian dài như vậy, một số người nghe được lời nói của Tần Phong lập tức mừng rỡ, đã có ba người mở miệng đồng ý, được, chỉ chờ câu nói này của ngươi. Tần Phong, ngươi thật sự tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.